Clip ngồi đàn hát chất lượng thấp nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn gây thương nhớ bởi vẻ đẹp không tuổi. Dù đã là bà mẹ ba con nhưng nhan sắc của Hồ Ngọc Hà khiến người hâm mộ không khỏi suýt xoa. Mỗi lần xuất hiện, Hồ Ngọc Hà khiến dân tình hết lời khen ngợi bởi vì rùa sang, xịn. Mới đây, trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà đăng tải khoảnh khắc ngồi đàn hát. Bên cạnh giọng hát da diết, gây thương nhớ thì nhan sắc của bà mẹ ba con lại khiến dân tình u mê hơn cả. Không make up cầu kỳ hay lên đồ quá lộng lẫy nhưng vi rùa của Hà Hồ lại khiến bao người tan chảy. Sở hữu làn da ít khuyết điểm và gương mặt hài hòa, Hồ Ngọc Hà nhiều lần khiến các cô gái phải ghen tị. Bà xã Kim Lý diện chiếc váy dây hoa, tông xuyệt tông với bối cảnh bao phủ toàn hoa lá cảnh xung quanh. Nữ ca sĩ lần lượt vừa đàn, vừa hát nhiều bản hit. Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả dành nhiều lời có cánh cho Hồ Ngọc Hà như: "Trời ơi, xinh quá chị ơi, ngày càng đẹp mặn mà luôn á. Quá trời đẹp đi. Đã thế còn hát hay xỉu up xỉu down, bảo sao mê bà quài từ mười mấy năm nay, vẫn không ngừng mê. Hèn mãi không chán luôn á chị ơi, thời gian hình như lãng quên chị luôn rồi. Chị Hà mặc gì nhìn cũng sang luôn á, ngưỡng mộ chị thực sự luôn." Có được thân hình chuẩn chỉnh như của Hồ Ngọc Hà là niềm mơ ước của không ít cô gái. Nhiều năm qua, nữ ca sĩ luyện tập rất khắt khe để giữ cơ thể săn chắc, khỏe mạnh. Trước đó, nữ ca sĩ đã nhiều lần chia sẻ về bí quyết giữ được nhan sắc tươi trẻ cùng vóc dáng cân đối. Hồ Ngọc Hà cho biết ngoài theo đuổi chế độ sống lành mạnh, ăn nhiều rau xanh và trái cây thì nữ ca sĩ luôn dành thời gian để tập luyện yoga. Theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, cô thường chia sẻ loạt ảnh tập luyện, đối với cô yoga là phương pháp giúp cô giữ gìn được vóc dáng.